chọn sử dụng công nghệ mới thì có thể là em nói là ba cái công nghệ em sử dụng đó là gì gì đó, thì em nói là em là trong những người ứng dụng muộn hay là những người ứng dụng sớm. Các cái công nghệ đó em gom lại em nhận xét chung. Em cần chia ra đối với công nghệ A là em sớm, công nghệ B em sớm, công nghệ C em sớm. Không cần phải như vậy tại vì nói chung là chắc là tình hình nó giống nhau. Nếu mà sớm thì sớm hết, nếu muộn muộn hết. Rồi yếu tố nào thúc đẩy em quyết định chọn cái công nghệ mới để xài thì em có thể nói cái yếu tố đó đó là cái gì đó ha, theo cái quan điểm của mình. Tôi mời hai bạn thôi, hai bạn cũng trả lời nhanh cũng không cần cái gì phức tạp đâu ha. Rồi Thái Ngọc Ánh Minh. Cô mời bạn Thái Ngọc Ánh Minh. Dạ cô, nghe cô ơi. Ủa rồi sao đến thích vậy em? Dạ. Tại ở đây em đang ổn cô, em đang nuôi con ở bệnh bệnh viện cô. Em không nghe. Ủa sao nghiệt ngã quá vậy? Mới. Con của em bị gì? Dạ, nó bị viêm xoang hàm cô. Viêm xoang hàm hả? Bị nhức đầu quá nên nhập viện. Ừ, có viêm xoang hàm nữa hả em? Dạ, viêm xoang hàm cấp đó cô. Nó Hàm gì ảnh em? hưởng đầu, dạ. Hàm gì? Nó bị nhức đầu quá nên đi xét nghiệm với chụp hình đó, ta nói là bị viêm xoang hàm cấp. Viêm xoang hàm cấp hả? Dạ, có viêm xoang trán, viêm xoang má, viêm xoang sàn. Bây giờ cô mới nghe viêm xoang hàm luôn. Dạ, bởi vì ai cũng hỏi ngộ sao bệnh gì ngộ lắm, nó cũng mới lên mạng tra thôi, biết được nó là ảnh hưởng gì thôi, chúng chưa bác sĩ nên chị nó chiều giờ đi làm mới lên bệnh viện nên nãy giờ cũng vô trễ nữa. Trời, thôi tôi nghe em nói như vậy tôi không dám kêu em đâu ha. Thôi em lo cho con đi ha. Dạ, thông cảm, cảm ơn cô. Rồi, cô đâu tới nỗi mà Dạ. phát xít dữ gì đâu à. Dạ. Không có cần cảm ơn, không cần nói gì những lời như vậy Dạ. ha. À. Ừ. Yeah. Nguyên nhân, dấu hiệu và điều trị. Có nghe em. Dạ. Google ra tới 30.800 cái kết quả là vậy là nhiều ấy chứ, cũng rất là phổ biến ấy chứ. Viêm xoang hàm do răng. Đó, Dạ, trong viêm miệng xoang hàm nó có cấp tính. Rồi. Thôi, cố lên em. dạ Rồi, nó bệnh chúc bé mau mau khỏe nha. dạ. Rồi, cô mời bạn Mộng Ly. Dạ thưa cô, ở trường em thì ở vùng sâu vùng xa nên em chỉ mới tiếp cận được với lại máy tính với máy in nè cô. Dạ em tiếp cận làm muộn đó cô, tại em mới vô làm có 1 năm mà cô. Giờ đọc lại cái đề đi, rồi đọc lại cái dấu số 1 đi, rồi rồi trả lời lại cho cô em. Quá trời ồn luôn á. Ni bên em ồn không hả Ni? Dạ không cô. Chứ bên bạn nào mà nói léo nhéo luôn vậy? Ok, rồi giờ đọc lại á, thấy sử dụng tại nhà không? Hoặc nơi làm việc không? Đó. Vậy thì nơi làm việc có máy tính, máy in, người ở nhà có gì nữa? Dạ ở nhà không có cô. Trời đất ơi, vậy là không có hiểu bài rồi. Người ta nói công nghệ ở đây là nhiều thứ công nghệ lắm. Hôm bữa đó mình mô tả cho mấy bạn rồi đó, công nghệ đó có thể là công nghệ mà
một cái phức tạp tới một cái đơn giản thì thấy thí dụ như tivi nè, ngồi cơm điện nè, cũng là công nghệ á. Công Dạ. nghệ mà tới phiên á, nó phát triển sau này á, mà nó sử dụng thường quá cho nên mấy bạn coi nó như là một cái sản phẩm vậy đó, nhưng mà nó là công nghệ đó, nó đã từng là công nghệ. Và nếu mà nói là công nghệ thì nó có tham gia vô ấy, hoặc là cái điện thoại nè, hoặc là cái đĩa hát gì đó, hoặc là cái thiết bị lưu trữ gì đó, USB gì đó, hoặc là cái microwave để mà hâm đồ ăn chẳng hạn. Đó là cái công nghệ đó. Thì nói chung là muộn đúng không em? Rồi bây giờ ý cuối cùng là yếu tố nào thúc đẩy em quyết định sử dụng một cái công nghệ mới? Dạ, giống như máy tính đó là nó sử dụng internet rất là tiện lợi trong cái công việc em làm. Máy in cũng vậy cô. Nó rất là tiện lợi. Như vậy là do cái sự do cái mục đích sử dụng nó phù hợp với em, phải không? Rồi do nó tiện tiện cho cái công việc của em. Dạ, đúng rồi cô. Ok. Đó, câu hỏi của cô vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Thánh kêu em Mộng Ni, bây giờ cô kêu bạn Hoàng Thượng. Tôi kêu bạn Hoàng Thượng, biết tôi có đắc tội với bạn không nữa. Dạ em chào Đâu cô. rồi? Nói đi bệ hạ. Dạ cô, ở chỗ em cũng công nghệ là sử dụng có máy tính, máy in, máy photo và có sử dụng luôn máy scan nè cô. Tiếp. Rồi thì còn cái đó là nó ở cơ quan nó được không cô, khỏi nói nhà được không cô? Được, nói đi. Còn cái sử dụng yếu tố công nghệ mới của mình thì áp dụng phù hợp cho công việc của mình hàng ngày cô. Rồi giờ đâu có mua iPhone 15 đâu phải không? Dạ không rồi. Cho nên không có nói cái yếu tố quyết định cái chuyện mà mình sử dụng công nghệ nó khác, mà chỉ là cái gì? Mà chỉ là nó phù hợp với nhu cầu, nó Dạ. có để cho nó làm cho cuộc sống của mình để dễ dàng hơn, công việc của mình nó dễ thở hơn vậy đó. Chứ nếu mà mua iPhone 15 là sẽ có cái ý kiến hay để mình chia sẻ rồi ha. Rồi Dạ. cảm ơn Hoàng thượng nha. Ok, bây giờ cô đi vào nội dung của cô. Vòng đời thông tin là cái information life cycle. Đó. Nếu thông tin mình coi nó là đồ vật thì chúng ta có thể dùng thuyết hình người để nói về nó và có thể dễ dàng kết luận là nó có một cuộc sống hữu ích hay không sau khi nó kết thúc vòng đời. Thì những cái công nghệ hay những cái thông tin nào nó kết thúc vòng đời là những cái đó mình không có còn sử dụng nữa hả? Vô trễ rồi còn chào hỏi gì nữa vậy? Cho nên á, là nếu mà mình nhìn thông tin là một cái vật thể thì chúng ta có thể nói là chúng ta dùng thuyết hình người để mà mô tả về nó ha, chỉ vậy thôi.
thì lúc đó mình coi thông tin như là một cái vật vậy đó, một cái sự vật hay là một cái đối tượng mà mình đang nghiên cứu vậy đó. Thì mình có 7 giai đoạn trong dòng đời thông tin. Mấy bạn nghe cái này cho kỹ rồi mấy bạn thấy cái chỗ nào không rõ thì mấy bạn hỏi nha. Thì tức là ở đây nói á, không phải là cái thông tin nó được tạo ra như thế nào, rồi nó phát triển như thế nào, rồi nó kết thúc như thế nào, không phải vậy. Mà ở đây á, 7 giai đoạn này á, nói về á, là cái đối tượng mà mình đang nghiên cứu và đang tìm hiểu á, nó dùng cho cái giai đoạn nào. Thí dụ như là cái phần mềm mà Google Calendar, mấy bạn biết cái gì? Google lịch đó. Có bạn nào không biết cái Google lịch không? Thì Google Calendar dùng để lập kế hoạch, để lập thời khóa biểu, để mà nhắc nhở ai đó một cái hoạt động gì đó. Tại vì khi mà mình cài lên cái Google của mình và cái điện thoại của mình đó, nó đăng nhập vô cái tài khoản Google đó, thì gần tới nó sẽ kêu lên mấy em, nó sẽ kêu lên cho mình biết là cái hoạt động đó nó sắp diễn ra trong vòng mấy phút đó. Thí dụ như cái hệ thống email của Outlook Express đó, chứ còn Google mình không có biết, mình không có xài cái Google để làm cái meeting, cho nên mình không có biết. Thì á, cái Outlook Express á, mình thí dụ mình tạo một cái meeting, tạo một cái cuộc họp, thì thí dụ như là họp lúc 7 giờ tối đi, thì trước 7 giờ tối khoảng 6 giờ 55 thì nó sẽ kêu lên, nó sẽ báo lên cho mình biết. Thì tôi nghĩ là Google Calendar nó cũng vậy thôi hả, nó sẽ báo lên cho mình biết để mình không có quên, giống như cái alarm báo thức vậy đó. Thì cái Google Calendar đó, Google lịch đó, dùng để lập kế hoạch. Thì mình nói á, là cái Google Calendar dùng cho cái giai đoạn 1. Được không? Rồi, thí dụ như một cái nữa là Google Google Form nè. Đó. Google Form là Google biểu mẫu đó. Mấy bạn dùng để làm survey, dùng để làm survey là cái khảo sát đó. Thì á, sau khi khảo sát á, thì là lúc mà mình thiết kế cái bản khảo sát đó, thì mình đã thiết kế cái câu hỏi như thế nào, rồi cái câu trả lời mấy bạn thu thập về như thế nào nọ kia. Thì mình có thể nói là Google Form á, mình dùng để sưu tập, tạo và nhận thông tin, nó là trong giai đoạn 2. Thấy chưa? Thì thêm nữa, cái Google Calendar hay Google lịch hồi nãy tôi mới vừa đề cập đó, thì nó vừa lập kế hoạch được mà nó vừa tổ chức được luôn đó. Như vậy thì mình nói là Google Calendar đó là có ở cái giai đoạn là lập kế hoạch và tổ chức và sắp xếp nữa, thí dụ như vậy, sắp xếp được luôn đó. Thì mình nói nó có ở giai đoạn 1, giai đoạn 3 và giai đoạn 6, nhưng mà rõ nhất ở giai đoạn 1. Hình dung không? Đó. Rồi cái gì là để tổ chức dữ liệu? Thí dụ như mình nói cái phần mềm iLib của Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ, là phần mềm đó đó là mình biết là nó có các giai đoạn như là từ bổ sung tài liệu cho tới biên mục và cho tới vận hành, tức là lưu thông luôn, circulation luôn, lưu thông luôn. Như vậy á, thì mình nói phần mềm iLib á, nó sẽ trải qua những cái giai đoạn nào của vòng đời thông tin nè. Có ở giai đoạn 2, sưu tập tạo nhận thông tin. Có giai đoạn tổ chức, tại vì khi mà mình làm metadata cho dữ liệu đó, tức là mình biên mục cho tài liệu đó, thì mình đã tổ chức rồi.
Khi mà mình đưa ra circulation cái dịch vụ lưu lưu hành đó thì mình đã sử dụng và phổ biến thông tin rồi đó. Và một phần nào đó nữa đó, mình có làm mấy cái báo cáo, làm cái report báo cáo là có bao nhiêu bạn đọc sử dụng cái trung tâm học liệu trong cái tuần đó, hoặc là 100 độc giả thường xuyên mượn sách nhiều nhất, hoặc là cái khoa nào có độc giả sử dụng tài liệu ở trung tâm học liệu nhiều nhất, là có một phần đánh giá qua cái report đó rồi. Như vậy thì mình nói nó có ở giai đoạn gì? Giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 và cả giai đoạn 7 luôn nữa. Tại vì mình có phần đánh giá ở trong. Hình dung không? Đó. Còn á, cái giai đoạn nè, còn cái ứng dụng gì để chỉ cái sử dụng dịch vụ bảo vệ bảo trì bảo quản à, như vậy á, những cái bảo vệ bảo trì bảo quản á là những cái ứng dụng mà để diệt virus, những cái ứng dụng mà để sắp xếp đĩa. Ví dụ như hồi xưa đó mình xài cái đĩa mềm nha, mình xài cái đĩa mềm thì mấy bạn hay có cái kiểu, có cái khái niệm là chống phân mảnh á. Cái này chắc đồng chí chọn á, đồng chí đã biết. Thí dụ như bây giờ mình có cái đĩa 1 GB dữ liệu mà mình lưu trữ nó 100 file trong đó, tôi thí dụ như vậy. Thì em có 100 file, đánh đánh số thứ tự từ 1 tới 100. Rồi sau này ấy, em lại không cần cái file số 7, số 11, số 20, số 50, số 90, 91, 97 chẳng hạn. Rồi em delete mấy file đó đi. Thì á, khi mà em xài đĩa như vậy á, thì em tạo ra những cái khoảng trống nó lủng lỗ. Tức là dữ liệu nó không tự dồn lại mà nó sẽ trống ngay chỗ những cái file mà mới vừa xóa đó. Thì á, những cái chương trình chống phân mảnh như là defragment của cái ổ đĩa đó thì giúp cho mình sẽ dồn lại các cái dung lượng trống lại thành một cái chỗ lớn hơn, là mình dồn mấy cái nào có dữ liệu vào một bên mà cái nào không có dữ liệu là một bên, thì cái chuyện đó giúp cho mình có nhiều cái dung lượng trống để mình sẵn sàng mình lưu những cái file hay thư mục lớn hơn đó. Thì cái mà defragment chống phân mảnh ổ đĩa đó thì nó là bảo vệ bảo trì bảo quản đó. Đó là thí dụ cho cái bảo vệ bảo trì bảo quản của giai đoạn 5. Rồi cái phần mềm SPSS để thống kê dữ liệu ở trong trong cái khoa học ngành khoa học xã hội đó, thì nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ giúp cho mình đánh giá dữ liệu và nó giúp cho mình sắp xếp dữ liệu và đánh giá dữ liệu. Tại vì á, ví dụ như á, mình làm một cái survey, mình làm cái survey mà mình không có làm qua cái Google Form như nãy cô cho thí dụ, mà mình tự phát giấy chẳng hạn, rồi xong rồi mình nhập cái kết quả, mình có cái kết quả người ta khoanh ABC gì trong cái bảng giấy của mình đó, rồi mình đem về mình nhập trong trong SPSS, trong phần mềm thống kê. Thì nhập xong đó, thì mình bắt chương trình chạy ra cũng sắp xếp kết quả theo cái ý đồ mà mình muốn, và đồng thời là mình vẽ được cái đồ thị để chứng tỏ là có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, mối tương quan giữa nam và nữ trong cái chuyện đi học ở trung tâm học liệu, ở trong thư viện. Ví dụ như cho thấy là nữ mượn sách nhiều hơn hay là nam mượn sách nhiều hơn. Rồi cái tỷ lệ là nam hay nữ ngồi lâu hơn ở trung tâm học liệu. Đó, mình lấy cái số liệu đó để làm gì? Để cho mình biết là mình dự đoán được cái nhu cầu sử dụng cái tài liệu ở trong cái thư viện của mình. Đó, thì SPSS có thể là mình có thể nói là SPSS sử dụng cho giai đoạn 6 và giai đoạn 7, mà cụ thể là giai đoạn 7 nó nhiều hơn chẳng hạn. Đó, cái đó là thí dụ tôi nói sơ qua thôi, bây giờ tôi đi cụ thể vô từng 7 cái giai đoạn này cho các anh chị có thể hiểu một cách cặn kẽ hơn nha. Rồi, giai đoạn 1 lập kế hoạch. Lập kế hoạch ở đây á, là lập kế hoạch quản lý thông tin.
là một công việc có ý nghĩa quan trọng, lập kế hoạch là hoạt động do con người tiến hành. Tuy nhiên cũng thể nhờ sự hỗ trợ của các phần mềm trong văn phòng. Thì đó, cái nãy cô mới nói đó, đó là cái phần mềm Google Calendar. Chỉ mấy bạn ha. Vụ này Google Lịch ha. Rồi, mấy bạn có thấy cái màn hình của tôi đang mở không? Thấy Dạ thấy rõ không? cô. Rõ không em? Dạ Rõ. thấy cô. Thấy rồi. Màn Mờ hình bự ra luôn. xíu. Rồi ha. Rồi, giờ bự ra đó. Thấy không? Thấy cái calendar không? Lịch không? Bữa nay ngày 3 tháng 11 năm 2023 đúng không? Thấy Rồi. rồi. Bây giờ đó, tôi để vô ngày thứ tư. Ừ. À, không phải ngày thứ tư mà ngày mai. Ngày mai thì bắt đầu mình sẽ có một cái lịch. Ví dụ như có một cuộc họp lúc 8 giờ ngày mai đi. Bắt đầu em create một cái event chẳng hạn. Đó, em áp cái title vô. Cô nghĩ là cái này các bạn chịu khó phải làm tiếng Anh rồi đó. Các bạn hỏi tôi tiếng Việt tôi không biết đường đâu ha. Áp cái title vô thì nói là họp chỗ này nè, cái giao diện bằng tiếng Anh nhưng mà chỗ này mấy bạn đánh tiếng Việt được nha. Họp lớp TV 104. Ừ. Rồi em áp cái bạn nào đó vô. À, thí dụ như bây giờ tôi có danh sách của mấy bạn phải không? Tôi áp thử tôi mời bạn chọn đi họp ha. À, tôi kiếm email của chọn. Ok. Chuyển qua Google Chrome này. Hồi nãy nó đâu cũng tiêu vậy. Đây. Đó. Tôi áp bạn chọn. Ừ. Rồi. Join with Google Meet là meeting qua Google Meet hay là cái địa điểm phòng nào đó thì tùy mình add cái room vô ha, mình thêm cái phòng vô. Rồi tiếp tục nha. Add cái room, add location vô. Giả tỷ như bây giờ không có phải là Google Meet. Ok, tắt. Bấm nhầm. Chọn không có phải Meet mà phòng học đi. Cái phòng là LGC trung tâm học liệu tầng 3 đi. Đó. Nó không có match file, nó không có tìm được. Vậy thì phải là Đại học Cần Thơ đi. Đại học Cần Thơ. Cần Thơ Uni City hoặc là Đại học Cần Thơ thì tôi viết tiếng Việt cũng được. Hổng ra chơi gì mà không biết Đại học Cần Thơ chạy. À, tôi viết tiếng Việt tiếng Anh Cần Thơ University. Sao nó không có match được ta? Ví dụ tôi lấy một cái địa chỉ nào đó cho mấy bạn thấy là mấy bạn match được không? Nó không hết được ta. Địa chỉ này giỏi gì ta.
Đó, thôi kệ nó đi. Giả tỷ như cái phòng nào đó, tôi chọn cái phòng nào đó, tôi ghi lại ở trên đây. Bỏ qua đi. Rồi add cái location. À, cái địa chỉ phòng. Mệt ghê. Cần Thơ, này mới được nè. University. Đường 30. Đó. Cái này là trung tâm ngoại ngữ. Learning Research Center. Lấy trung tâm học liệu đi. Learning Research Center. Tự nhiên nó để cái gì mình. Rồi ok. Đó. Rồi bắt đầu giờ phải không? Giờ. Coi coi hợp với bạn đó giờ nào. Chỗ này. Đó. Mình muốn sửa giờ thì mình nhấp vô giờ. Bây giờ mình họp lúc lúc sáng và mình đẩy không phải 1 giờ sáng mà là 8 giờ sáng hả, 8 giờ sáng tới 9 giờ đó, họp 1 tiếng rồi có lặp lại hay không. Time zone lấy time zone ở đâu, lấy giờ của Úc hay là giờ của Việt Nam? Lấy giờ của Việt Nam đó là Bangkok, Hà Nội, Jakarta. Cộng 7 á, Việt Nam là giờ cộng 7. GMT cộng 7. Ủa, sao không thấy của Việt Nam này nhỉ? Đây, Indochine Time. Ok. Đó, 8 giờ giờ Việt Nam. Rồi. Đó. Bắt đầu tôi sale lại là bạn chọn, bạn sẽ nhận được một cái email của cô rủ bạn ngày mai đi họp đó. Send. Invite on guest. Đó. Nè, cái bắt đầu sẽ có một cái, có một cái sự kiện nó ghi trên cái đó, trên cái lịch của tôi. Mấy bạn thấy không? Như vậy thì ngày mai nó sẽ nhắc mình. Ủa? Tự nhiên để 12 giờ PM, quên nữa, nãy cuối cùng ghi 12 giờ mà cuối cùng họp 7 giờ. Ủa ta, 8 giờ. Rồi mấy bạn có làm được không? Trời. Ok. Mấy bạn thấy là mình có tạo ra một cái lịch trên cái calendar mấy bạn được không? Được nha. Rồi bắt đầu mấy bạn mấy giờ này làm gì đó, rồi hồi làm thế khác, vân vân. Hoặc là mấy em mà làm thư ký cho một cái giám đốc hay là làm một cái văn phòng gì đó, thì mấy em sẽ để lên nhiều cái lịch ở trong đây, và khi mà mấy em áp tới cái người đó vô rồi thì sao nhỉ, thì nó sẽ nhắc cho người đó tới còn 5 7 phút nữa hay là 10 phút nữa là nó sẽ nhắc, nó sẽ báo tin tin gì đó, thì mình biết đường mình sẽ tham dự cái cuộc họp đó. Đúng chưa? Rồi đó là Google Calendar. Mấy bạn thấy mấy bạn có thể làm được không? Bây giờ có gì không hiểu thì Google đầy ra ha. Mình không biết cái gì thì mình Google cái đó. Hoặc là ngoài cái những ứng dụng có sẵn của Google chẳng hạn, thì cơ quan của bạn á, nếu là một cơ quan mà chuyên về lập kế hoạch thì bạn phải có phần mềm ha, bạn phải viết một cái app để mà làm chuyên về nó. Như vậy thì ngoài cái Google Calendar ra em còn biết cái gì nữa không, còn biết cái ứng dụng nào để lập kế hoạch nữa không? Hình như là cái Note gì đó ở trên cái điện thoại đó cũng lập kế hoạch được á.
với những cái mà ứng dụng mà cài lên máy tính đó, mà nó nhảy lên trên cái desktop của mình luôn á, nó dán bao nhiêu là chữ trên desktop của mình, ví dụ như mấy giờ làm gì, mấy giờ làm kia, cái nốt màu xanh, cái nốt màu đỏ ha, nhiều lắm mấy bạn. Nhưng mà em phải làm việc mà em quản lý thông tin hơi nhiều kìa, chứ còn làm trong thư viện thì nó cũng không có gì khác biệt ngày này sang ngày khác, cho nên nói chung là nó khá là lặp đi lặp lại, và em cũng không cần phải xài cái nốt rất là gọi là nó làm sao, nó đa nhiệm, nó nhiều công việc, rồi nó busy, trong nó bận rộn cả ngày thì nó không tới nỗi giống vậy ha. Ai mà làm thư ký giám đốc rồi ha là phải có đó chắc luôn. Thì cái ngoài ra thì mình có cái project Kickstarter không, hay là wiki không, hay là blog cũng để lập kế hoạch nữa, hoặc là Microsoft Project để lập kế hoạch luôn nha mấy bạn. Ừ, cái thứ mà cô nói là nó cũng khá là ấn tượng, nó là cái iWork á, của cái hệ điều hành Mac. Rồi, cái giai đoạn 2. Tại sao cần phải sưu tập, tạo và nhận thông tin? Thì tại vì do là một cái lượng thông tin khổng lồ được tạo ra vừa in ấn vừa trực tuyến mỗi ngày luôn. Cho nên á, là mình phải có cái quyết định là mình nên chọn thu thập thông tin nào để cho phù hợp. Thì để đưa ra quyết định, nhà quản lý thông tin cần phải có kiến thức về thông tin được tạo ra, khác với thông tin được tạo ra như thế nào, sử dụng những công nghệ gì, phương tiện truyền thông nào, những tiêu chuẩn và giao thức nào, tức là nó khác với cái giai đoạn là cái công nghệ vừa tạo ra nó, phương tiện truyền thông nào mà ở cái phương diện là nhà quản lý cần phải có kiến thức, như có kiến thức về cái thông tin được tạo ra như thế nào. Thí dụ như là cái một cái bộ câu hỏi để dành trả lời những câu của tổng đài 1080 đi. Thí dụ như bây giờ á, người ta tới đó để người ta liên hệ tổng đài để người ta tìm được những cái câu trả lời, những câu hỏi tham khảo cơ bản. Ví dụ như là hỏi là cái điểm chuẩn của trường đại học gì đó năm 2003 là bao, năm 2023 là bao nhiêu điểm chẳng hạn, rồi ngành gì chẳng hạn. Thì để mà trả lời được câu đó đó, nếu mà hồi hồi xưa đó chưa có internet mà thông dụng như bây giờ thì phải liên hệ tổng đài để hỏi. Không biết các anh chị ở đây có ai trải nghiệm về cái chuyện là gọi cho tổng đài 1080 để hỏi thông tin gì không? Nhưng mà nó cũng giống như là dịch vụ tham khảo ở trong thư viện gì đó. Khi người ta tới đó để người ta hỏi và người ta tìm, người ta mong muốn là có được câu trả lời từ người cũng có thông tin là tổng đài hoặc là cán bộ Mà thư viện. lớn lắm Thì ở trong môi trường làm việc của các anh chị đó, là các anh chị thấy rõ nhất là cái việc mà tạo nhận thu được thông tin đó, tức là mình có một số cái thư viện có xài dịch vụ tham khảo, rồi đa phần á thì là tra cứu ở trong thư viện, thì có một số thư viện đã có cái phần mềm thư viện tích hợp là cái Integrated Library System á, có một số á, thì tra cứu bằng cái file Excel chẳng hạn.
Đó thì mình cái nhà quản lý thông tin cần phải suy nghĩ thử coi à cái thông tin nên được tổ chức như thế nào là hợp lý, làm sao mà để đưa ra cái thông tin cho người dùng một cách thông minh nhất, ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất. Đó. Còn mà tra cứu trong Excel là chẳng đặng đừng lắm mới xài. Thí dụ như bây giờ mình có cái file đó, muốn tra cứu là Ctrl F rồi gõ vô rồi mình đi tới đó thì nó quá là tệ đi, nó quá là đồ đá đi ha. Mà thay vào đó là phải có một cái application như là OBAC của trung tâm học liệu để mà tra cứu. Bây giờ các anh chị chia sẻ thử coi coi ở thư viện của mình, ở đơn vị của mình đã phổ biến thông tin tới người dùng như thế nào. Mình có OBAC giống trung tâm học liệu hay không? Đó, OBAC là một cái tên chung các anh chị. OBAC tức là một cái tên chung để chỉ cái đầu ra của cái hoạt động trong thư viện. Nó là một cái OBAC tên. Đó, nó viết tắt của chữ Online Public Access Catalog, tức là cái catalog là cái danh bạ hả? Trực tuyến mà công cộng để mà tức là cái thư mục hả? Thư mục mà truy cập trực tuyến công cộng đó. Tức là gì các anh chị? Mình hình dung á, mình có một cái app thì á, cán bộ thư viện á, là những người làm ở trong hậu trường, những người đó bổ sung tài liệu, những người đó biên mục tài liệu, và cái đầu ra là cái ô phát dành cho user xài. Thì nếu mà không có cái ô phát đó là chẳng có ý nghĩa gì, cái phần mềm quản lý thư viện đó không có ý nghĩa gì hết, nó chỉ được một phần nhỏ thôi à, cái phần mà tổ chức thông tin. Nhưng mà tổ chức thông tin quy mô để làm gì mà người dùng không xài được thì nó cũng là vô nghĩa thôi ha. Nếu mà không có ô phát là cái việc tổ chức thông tin của người dùng trở nên vô nghĩa. Tại vì sao? Tại vì người dùng không có search được, không có tìm kiếm được cái cuốn sách mà họ muốn, không tìm kiếm được cái file mà họ cần. Đó. Thì trở lại cái thời kỳ là thư viện truyền thống, là mọi thứ là phải xài cái thẻ mục lục, cái tủ phích đó. Như vậy thì mình suy nghĩ là nếu mà mình tổ chức, mình biên mục vô máy tính everything hết, mình làm gọi trơn mà bạn đọc mình không sợ được mà phải chạy vô tủ phích để tìm, thì nó có một cái gì đó nó rất là không có hợp lý, đúng không? Mà cái ứng dụng á của cái cán bộ thư viện á tổ chức ở bên trong á, thì ở Việt Nam đa phần á gọi là ứng dụng desktop, tức là mình xài ở trên máy của mình mà mình không có ở nhà biên mục được. Tôi thí dụ như vậy, nếu mà ở nhà không không biên mục được mà phải chạy vô cái máy đó, cái máy của thư viện đó để làm, thì gọi là cái ứng dụng desktop. Mà ở nhà làm được luôn, mà làm được ở trên mạng luôn, thì là cái ứng dụng đó là ứng dụng mạng. Nhưng mà đa phần á, là cái ở Việt Nam á, là xài ở trên cái desktop, và cái đầu ra nè, cái online public access catalog nè, cái OPAC nè, thì lại xài được ở trên trên web. Cho nên cái là web bay và cái là computer bay. Để bạn chia sẻ này, ở chỗ mình có cái OPAC hay không, hay là bạn đọc sẽ sử dụng cái thông tin để tìm kiếm như thế nào? Anh Minh. Dạ em nghe cô ơi. Em trả lời đi, thay vì nói em nghe thì em trả lời đi.
Em nghe không rõ rồi. Bùi Hữu Tài. Vậy là té ra nãy giờ tôi nói có mình anh tôi nghe hả? Tôi nói mà mấy bạn nghe không rõ là tôi nói không có thành công rồi. Tôi nói không có ý nghĩa gì rồi. Bạn Bùi Hữu Tài. Vắng hả? Vắng mà có lóc vô đó, có trên đây nè. Thì đó, đúng là bạn này rồi. Bạn này là bạn có lóc vô mà bạn không có học. Cao Trần Long Hải. Cao Trần Long Hải là bạn nào đây? Vắng luôn đó. Đúng rồi. Sao tôi kêu nhầm mấy bạn lóc vô để đó không vậy ta? Bạn Trần Thị Nhung. Dạ cô hỏi lại đi em. Thôi, vậy tôi không hỏi nữa, bỏ qua. Tại vì cô đã nói rất là nhiều rồi mà mấy bạn không nghe, cô không muốn nói nữa. Thôi bây giờ cô hỏi bạn Phượng có nghe cô nói nãy giờ không? Hello cô cùng các bạn, em có nghe, em xin phép trả lời câu hỏi của cô. Hiện tại ở cơ quan của em á, là đang có một cái phần mềm thư viện, đó là phần mềm Slip. Thì cái phần mềm Slip đó có trang cổng thông tin thư viện điện tử và có cái trang ô bắt tra cứu. Thì cái cách mà thư viện truyền đạt thông tin đến cho bạn đọc bằng cách tra cứu các mục lục ở trên đó và tra cứu tất cả các danh mục mà tài liệu sách giáo trình thư viện hiện có. Thông qua cái cổng ô bắt đó thì người dùng sẽ tra cứu được thông tin của tất cả giáo trình trong chương trình giảng dạy và đào tạo của tại trường em. Ngoài cái ô bắt đấy thì thư viện còn có trang bị các kênh truyền thông. Kênh truyền thông này là kênh truyền thông nội bộ đối với người sử dụng. Thì trong cái kênh truyền thông này là bao gồm tất cả các người sử dụng. Thì cái kênh truyền thông này sẽ được apply trên chính cái hệ thống e-learning của trường ấy ạ. Được kết nối luôn vào cái hệ thống e-learning của trường và người sử dụng học, ví dụ như là cũng như chúng ta đang học cái này này, mà chúng ta đang học môn môn này chẳng hạn, và chúng ta muốn tìm kiếm tài liệu của bộ môn này thì thư viện sẽ list ra cho người sử dụng các tài liệu liên quan để học ạ. Nghe theo em. Đó là cái cách truyền tải thông tin đến người dùng thông qua cái cổng thông tin thư viện và ô bắt của bên em. Dạ em xin cảm ơn cô ạ. Phượng có thể lặp lại cái câu hỏi của cô hồi nãy cô hỏi lớp mình gì không? À cô hỏi là hiện tại thì tại cơ quan của các bạn làm việc thì đã có cái hệ thống ô bắt chưa? Và cái là sử dụng tra cứu ô bắt và truyền tải thông tin của cơ quan đơn vị các bạn đến với người sử dụng thì như thế nào? Đúng rồi, bây giờ giả sử như không có ô bắt thì cái cách nào mà mình cho bạn đọc tìm cái tài liệu trong thư viện đó, tại vì ô bắt nói chung vẫn là cái mà để tìm tài liệu trong thư viện thôi, tìm rồi coi thứ coi nó nằm ở kệ nào hoặc là nó có nhưng mà có bị ai mượn hay không, rồi chừng nào mình mới được mượn đó. Hoặc là ô bắt nó nói lên nhiều thứ nữa là mình đang mượn bao nhiêu cuốn, cái nào tới hạn, vân vân, hay là lịch sử mình đã đọc bao nhiêu cuốn từ đó giờ mình mượn của trường rồi. Rồi cảm ơn Phượng nha. Thành ra cái vấn đề tôi muốn nói với các bạn là gì?
Tôi nói với các bạn là cái vấn đề chú ý ở trong nghe giảng. Chứ mấy bạn đừng có học rồi mấy bạn mở máy đó rồi mấy bạn đi pha sữa cho con, đi tắm cho con, rồi đi dọn cơm cho chồng, đi làm đồ cho chồng nhậu chẳng hạn. Thì như vậy cái chuyện học của mình đó, nó bị phân tâm quá đi, nó sẽ không có kết quả. Cho nên là tôi bất thình lình tôi kêu mấy bạn là mấy bạn nói là em nghe cô. Dạ alo em nghe. Tôi đâu có gọi cho bạn đâu mà bạn alo. Tôi kêu bạn là bạn để trả lời câu đó. Và không phải kêu xong rồi cô lặp lại câu hỏi đi. Kêu cô lặp lại câu hỏi rồi chừng nào em mới có khái niệm để em trả lời. Khi mà cô kêu đó là tôi mong là các bạn đã có câu trả lời để các bạn không mất thời gian rồi đó. Chứ mà để cô mà lặp lại câu hỏi nữa nãy giờ bạn ở đâu? Đúng chưa? Cho nên là mấy bạn bớt có phân tâm trong giờ học lại. Tôi biết là mấy bạn học ở nhà thì mấy bạn sẽ lo ra lo vô dữ lắm, nhưng mà cố gắng dàn xếp ở trong gia đình nói là con đừng có lại kiếm mẹ, hoặc là em đừng có bắt anh làm công chuyện để cho anh học giờ đó đi rồi xong đó anh làm bù. Đúng không anh chọn? Dạ, câu đúng thật của em. Dạ, Sao anh chọn? câu trả lời cô nói đúng không? Em nói đúng rồi đó cô. Mình học mình tập trung học, mình Đúng có rồi. đôi lúc nhiều khi cô hỏi Đúng nhiều cái rồi. ra nó chưa Rồi. có ra không? Đúng rồi. Rồi cái bắt đầu học rồi cái không có hiệu quả gì hết. Rồi cái bắt đầu á, gần nhất là sẽ không biết đường trả lời câu hỏi ôn thi nè. Rồi gần nhất sẽ là kết quả nó dở nè. Rồi á, sau này là sẽ không có hiểu bài nè. Nên vậy thì cái chuyện mình đi học để làm gì? Chỉ để chuẩn hóa, để có cái bằng để được được vô cái khung lương hay là lên lương hay sao? Còn nhiều thứ hơn nữa mà. Cho nên các bạn cố gắng nha. Các bạn cố gắng đi. Tôi cũng cố gắng với các bạn ngược lại cũng phải cố gắng nha. Rồi bây giờ là cái giai đoạn 2 đã xong rồi đó. Mình vừa nói và mình vừa thảo luận. Tôi hy vọng là các bạn sẽ nhớ bài hơn. Rồi giai đoạn thứ ba là giai đoạn tổ chức. Thì tổ chức á, ý nói là cái chuyện là sắp xếp tài liệu á. Thì thư viện truyền thống tổ chức thông tin và cung cấp tới người dùng như thế nào? Và nó có khác với thư viện hiện đại không? Thư viện hiện đại thì tổ chức cung cấp thông tin người dùng thế nào? Đó, tôi nhờ một bạn nào đó nói về câu này cây. Nói theo mình hiểu thôi, cũng không cần phải nói cái gì quá cao siêu đâu ha. Nói những cái thứ mà nó diễn ra đối với mình thôi. Rồi, mời bạn Lệ Quyên. Dạ thưa cô, có đó như mình sách sách mình để lên kệ là truyền thống á cô, còn cái hiện tại là mình cũng như là mình nhập lên cái phần mềm của thư viện của mình là làm á cô. Thì cái nào cũng có sắp sách hết trơn á Nguyên. Có cái nào mà thư viện mà không có sách đâu chị, trừ phi đó là cái thư viện ảo. Thư viện ảo là thư viện không có sách lên kệ mà chỉ có cái gì, chỉ có mẫu tin thôi. À thì em nói đúng cái chỗ mà xài cái phần mềm để mà Dạ, quản cái phần lý. mềm. Thì cái của cô muốn nói ở đây á, là cái thư viện truyền thống á, là quản lý bằng cái tủ phích thẻ mục lục, trong khi đó thư viện hiện đại thì sẽ xài cái metadata hay là kho mở. Metadata đây á, là siêu dữ liệu ứng dụng đó, không em nghe thì có vẻ là nó hơi mơ hồ nhưng mà nó là những cái mẫu tin được biên mục đó. Thí dụ như cuốn sách là cuốn sách là đất đất rừng phương Nam đi, thì người ta sẽ biên mục nó gồm có cái tên sách, gồm có nhà xuất bản, số trang, mô tả vật lý, rồi bao nhiêu tiền, rồi nhà xuất bản, rồi everything có liên quan tới cái cuốn sách đó thì gọi là metadata ha.
Mấy em nghe nói ta, em đừng có sợ hãi gì hết. Em nói trời trời, cô nói tiếng Anh chết quá. Không có, nó là cái thứ đó mình cần phải học nè, tại vì từ đây tới cuối em cũng phải học cái môn metadata siêu dữ liệu ứng dụng hả. Cho nên là khi mà mình biên mục nó, tức là mình tạo ra metadata cho nó vậy thôi à. Rồi ha, vậy là biết hai cái cách tổ chức khác nhau rồi đó. Thì em có biết cái công nghệ hữu ích nào xài cho giai đoạn 3 hay không? Câu trả lời đây là cái cơ sở dữ liệu à, thì á, các em còn sẽ gặp tôi ở cái môn cơ sở dữ liệu nữa, cho nên đừng lo. Đừng lo là học hết môn này mừng quá, hết hết gặp cô Duyên nữa rồi ha. Còn nữa, cho nên là đừng lo nha. Thì cơ sở dữ liệu là cái database á, tức là cái cách để mình tổ chức thông tin như thế nào. Thì á, khi học cái môn này á, thì mấy bạn sẽ biết là mình có những cái thông tin, và những cái thông tin đó nên được mô tả một cách khoa học, mô tả có cấu trúc, thì mình sẽ tạo ra cơ sở dữ liệu, và mình có ngôn ngữ để truy xuất cơ sở dữ liệu. Thí dụ nha, tôi nói cho các bạn hình dung nha. Ví dụ như á, bây giờ á, cái cơ sở dữ liệu iLib của cái trung tâm học liệu đi. Ví dụ như mình sợ là sợ những cái tác phẩm của nhà văn Đoàn Giỏi chẳng hạn đó, sợ với author, với tác giả là Đoàn Giỏi, thì rõ ràng là nó đang truy xuất cơ sở dữ liệu đó, nó đang truy xuất cơ sở dữ liệu. Mà ví dụ như mình mô tả tác giả, cái trường tác giả, thì mình nhập vô là tác giả của sách, tác giả của báo, tác giả của trang web chẳng hạn đó. Thì khi mà mình search đúng tên tác giả mà nó cái search cái tên tác giả ở trong cái cơ sở dữ liệu đó, thì nó truy xuất đúng ra cái tên đó. Ví dụ như Đoàn Giỏi chẳng hạn, mà em biên mục em Đoàn đó, em có dấu rồi chữ Giỏi em bỏ dấu ngay chỗ chữ O chẳng hạn, thì em search mà nó đúng như vậy thì nó ra. Đó, đó là những cái giải thuật mà search nó hơi cứng nhắc đó. Chứ còn search như là của Google đi, em bỏ chữ dấu hỏi ngay chỗ chữ O hay chữ Y gì nó cũng ra chứ. Hình dung không? Tức là khi mà mình đã mô tả nó trong cái dữ liệu của mình rồi thì mình tìm kiếm nó ra được. Đó là cơ sở dữ liệu. Vậy thôi hả? À, cái công nghệ nào khác nữa thì cái công nghệ là cái công nghệ gì nữa? Thôi, có câu hỏi này dành cho các bạn. Đó. Nhân viên thư viện đã mở rộng các chuẩn mô tả thư mục, chỉ cần tạo biểu ghi một lần, sau đó trao đổi giữa các thư viện với nhau để mỗi thư viện đều có một biểu ghi thư mục tài liệu dùng cho cơ sở dữ liệu hay trong một lục. Không, ví dụ như giờ tôi có một cái mẫu mẫu cái biểu ghi là Đất Rừng Phương Nam, sách của nhà văn Đoàn Giỏi, nhà xuất bản Văn học Nghệ thuật, thí dụ vậy, năm 2000 hay là năm 98 chẳng hạn. Thì á, tôi có cái mẫu tin đó rồi, thư viện của em cũng mới vừa mua cuốn sách đó, mà em không có muốn biên mục. Thư viện của em với thư viện của tôi á, là hai thư viện mà có thể bắt tay nhau để trao đổi thông tin, thì tôi mới là gửi cho em á, là các cái mẫu tin mà tôi đã biên mục, trong đó có Đất Rừng Phương Nam, để anh chị để em có thể là tải về trong cái hệ thống của em mà khỏi cần ngồi đó làm. Tại vì cái Mark 21 á, biên mục theo Mark 21 á, thì nó tới mấy chục trường nữa, nó mất thời gian á, mà em còn phải làm gì nữa, em phải làm tóm tắt nữa. Tóm tắt là em phải đọc cái kết luận hoặc là đọc cái mô tả nữa, đọc hai cái kết hợp nữa mới làm được cái tóm tắt, chứ không phải chỉ viết khơi khơi mà ra được cái tóm tắt đúng đâu. Cái đó là làm cho có thôi chứ không đúng được. Như vậy thì để tạo một cái biểu ghi có chất lượng mà đúng á, thì mất thời gian không, rất là mất thời gian. Cho nên em với tôi á, mà có trao đổi biểu ghi thư mục á, là em khỏi cần phải biên mục lại những thứ tôi có. Hình dung không? Ví dụ như là tôi có 100 cuốn, tôi có 100.000 cuốn sách,
Em có 1.000 cuốn mà trùng lại với cái của tôi thì tôi sẽ cho xin một 1.000 cái bộ ghi đó để mà chèn vô cái cơ sở dữ liệu của mình khỏi cần phải biên mục lại. Rồi bây giờ câu hỏi là tuy nhiên không thể thực hiện điều này trong việc quản trị các văn thư lưu trữ. Bạn có biết tại sao không? Tại sao phải hỏi quản trị văn thư lưu trữ? Tại vì nó là cái ngành gần với thư viện. Bây giờ á, là biểu ghi có thể cho nhau ở các thư viện được, nhưng mà văn thư lưu trữ cho không được. Lý do tại sao? Lý do tại sao? Tôi mời bạn Phan Việt Thơ. Dạ em nghe cô ơi. Dạ là do văn thư lưu trữ là do là mỗi trường có một cái số quy định riêng. Khi mà văn bản đến hay là công văn đi gì đó thì mỗi trường có quy định số riêng cho nên cái đó không thể cho được. Em nói đúng rồi đó, nhưng mà em có muốn bổ sung cái gì nữa không? Dạ, hết rồi. Ừ, cái chuyện mà cái số văn bản đến, số văn bản đi nó khác là đúng rồi, nhưng mà còn cái nội dung của cái văn thư lưu trữ đó cũng có thể khác vậy, đó không giống được. Thí dụ như bây giờ trường em tính kỷ luật ông thầy A đó, mà trường của bạn em đâu có ông thầy A đó đâu. Dạ đúng rồi. Tức là cái nội dung nó cũng khác nữa. Nó có cái gì giống là giống những cái kiểu như là của phòng giáo dục gửi xuống thì giống, đúng không? Nhưng mà còn nội tại, còn cái công văn đi thì nó lại khác. Công văn đến thì baby là nó giống giống, nhưng mà công văn đi là những cái thứ mà em ấn hành cái công văn đó rồi em phát đi mấy chỗ khác, thì nó rất là đặc trưng của cái trường em, thì không thể nào, không thể nào mà mình có thể trao đổi cái mẫu tin về về công dân đến công dân đi được ha, tại vì nó rất chi là đặc thù và nó rất là không có giống nhau, mà đặc biệt đó là cái khác nhất là cái số á ha, cái số công dân á nó khác thì lưu trữ làm sao mà được, chia sẻ làm sao mà được ha. Ok, như vậy thì còn cái nào ngoài cái cơ sở dữ liệu nữa không? Thì thư viện kết hợp công nghệ cơ sở dữ liệu với các công nghệ khác như mã vạch hay là RFID để kiểm soát sự lưu hành của tài liệu. Thì RFID là cái công nghệ mà nó gắn với cái sóng, cái tần số á, để nó phát hiện ra cái tài liệu đó ha. Thì thay vì em cầm cái barcode reader đó, cái mà đọc mã mã vạch đó, thì em cứ thảy cái tài liệu mà có RFID đi, nó trong cái vùng nó nhận được, là coi như là em không phải cần phải scan luôn, nó auto là nó nhận ra được tài liệu đó. Rồi giai đoạn 5, bảo vệ, bảo trì, bảo quản. Thì á, cái này á, trong bài nói là các tập tin ghi chép cần phải được bảo trì, bảo quản để sử dụng cho hiện tại và tương lai. Ở công việc của mình á, đối với công việc của mình á, thì các anh chị bảo về bảo trì, bảo quản tài liệu như thế nào nhỉ? Mình làm xong một cái file thì mình có cất cái file đó lên đâu không? Mình lưu lên Google Drive nè, lưu lên cái ổ đĩa của Google, hoặc là mình gửi email một cái bản để phòng khi mất, hoặc là mình xài cái gì, bạn nào nói như vậy ta, ai năn nỉ mấy bạn luôn, là mấy bạn nói xong mấy bạn tắt mic mà mấy bạn không nghe, mấy bạn tắt mic nhìn mấy anh tôi khỏi mất công đi kiếm. Và một cái kỹ thuật mà rất là phổ biến để sao chép dữ liệu đó là photo scan. Đó. Em photo thì em có một cái bản, cái tờ photo giữ lại, rồi scan thì em có cái file. Đó.
Cái đó thì bạn không thấy lạ gì hết, tôi không có cần phải giải thích gì thêm. Như vậy thì cái công bảo trì bảo quản này nó gặp cái khó khăn là do cái sự mà phát triển của công nghệ ấy, viết rồi nó sẽ không có còn phù hợp với những cái công nghệ với nhau nữa. Thí dụ như là mình có một cái đĩa mềm 8 inch, nhưng mà máy tính em không có cái ổ đĩa dành cho cái đĩa mềm 8 inch đó. Mà cụ thể là cái gì? Cụ thể là cái CD hay là cái DVD đó. Hồi xưa mình lưu tài liệu ở trong cái đĩa CD, đĩa DVD. Mà bây giờ cái máy tính của mình nó mỏng, nó nhẹ, nó không còn cái chỗ để ổ đĩa vô nữa, thì đâm ra là cái đĩa của mình sẽ bị lỗi thời, vì cái công nghệ máy tính hiện tại nó không có hỗ trợ cho cái đầu đọc của đĩa đĩa DVD nữa. Hình dung không? Cho nên cái vấn đề bảo quản nó sẽ gặp một số cái khó khăn nhất định khi cái công nghệ nó lỗi thời ha. Đối với cái hệ thống ở trung tâm học liệu đi, thì mình bảo vệ bảo trì bảo quản tài liệu như thế nào? Thì mấy em biết rồi đó, mình có số hóa nè. Thì số hóa là mình có cái file mình scan xong đó, thì cái tài liệu vật lý nó còn nằm trên kệ, thì cái file đó thì lưu vô ổ cứng của máy tính. Rồi mình sẽ bảo vệ những cái file, những cái tập tin mà nó, những cái giao dịch mượn trả như thế nào. Đó. Thí dụ như bây giờ cái server của tôi nó đang chạy ngon lành, nhưng mà ai đó lóc vô cái server của tôi để xóa đi một số cái giao dịch hồi sáng tới giờ chẳng hạn, thì tôi sẽ mất cái gì? Tôi sẽ mất sách không? Tại đâu biết ai mượn, không biết ai mượn, không biết ai trả, thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề tổn thất rất là lớn. Cho nên là cần phải có backup. Đó. Thì cái cơ sở dữ liệu iLib ở trong thư viện á, thì sẽ được backup bằng mấy cái tab, bằng mấy cái đĩa, và backup nó tự động đó mấy bạn. Thì sao? Người ta sẽ làm một cái lịch để cho backup dữ liệu, và cái tab đó mua sẽ lâu lâu sẽ có mua mới, hoặc là sẽ luôn đè lên. Thí dụ nói là bây giờ cái dữ liệu giao dịch của ngày hôm nay là nó sẽ quan trọng hơn dữ liệu ngày hôm qua, đúng không? Tại vì ngày hôm nay là của ngày hôm qua và cộng lên những cái gì mới vừa làm bữa nay nữa. Cho nên nếu mà em lưu thì em lưu tháng này, thì giả dạ tỷ như tháng sau em làm dữ liệu mới, em có thể là đè lên dữ liệu cũ của tháng này, nhưng mà không phải đè lên hết nha, đè theo cái kiểu cuốn chiếu đó. Thì nó sẽ đảm bảo là không mất dữ liệu. Còn em có nhiều cái tab thì em cứ đặt cái tab mới, cái đĩa mới lên, cái đĩa mới lên để em backup ra, thì bỏ vào trong server của cái iLib á, nó sẽ tự động cuối ngày nó sẽ backup dữ liệu lại. Cho nên là không có cái chuyện là ngày mai vô tất cả dữ liệu đều mới tinh hết trơn, nó xóa mất hết. À, vậy tại hồi tối đã backup rồi, thì có gì thì mình lấy cái đĩa backup mình đổ lại trên cái ổ cứng của server thôi. Đó. Cho nên là mấy cái dữ liệu đó là cần phải có cái chiến dịch, cái chính sách sao lưu dữ liệu như thế nào để cho phù hợp. Rồi thí dụ như bây giờ là cái chính sách xóa một cái mẫu tin trong cơ sở dữ liệu trong thư viện như thế nào? Giả sử như bây giờ cái cuốn sách nó mất chẳng hạn, thì mình có nên delete cái mẫu tin đó trong cái cơ sở dữ liệu của mình hay không, hay là mình chỉ cần chuyển trạng thái nó là mất sách đó. Cái mẫu tin nó vẫn còn, nhưng mà cái trạng thái để mà bạn đọc nhìn vô á, nhìn vô khi mà tra cứu nó thay đổi đi, hay là em xóa, em cần xóa cái biểu ghi đó, thì cái câu trả lời là
Không nên xóa cái biểu ghi khi sách đã mất, mà chỉ nên chuyển trạng thái của cuốn sách đó là mất hoặc là gì đó, để khi mà bạn đọc sợt được ở trên Obox thì thấy à, trong kho sẵn sàng cho mượn, hoặc là đang mượn, hoặc là đã mất, hoặc là đang phục chế gì đó. Đó thì mình sẽ thay đổi cái trạng thái cuốn sách đó. Tại vì không lẽ hãy sách mất cái mình delete, sách mất cái mình delete vậy rồi không lẽ sách nó thoải mái nó bị mất, cái đó là giống như là cổ vũ cho chuyện sách thoải mái mất đi thì mình cứ delete thôi. Vậy thì trách nhiệm thì thuộc về ai? Đúng không? Cho nên là mình sẽ có những cái chính sách làm sao mà để mình bảo vệ cái dữ liệu đó. Cũng như là một sinh viên của Đại học Cần Thơ tốt nghiệp ra trường chẳng hạn, thì bao lâu sinh viên đó nên được xóa khỏi cơ sở dữ liệu của sinh viên hay là cứ để hoài? Ví dụ như một năm là tuyển tỷ như tuyển 10.000 chẳng hạn, thì 10 năm là 100.000, rồi rồi mấy chục năm cứ cứ dời 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 lên thì nó rất là nhiều. Vậy thì mình có phải xóa cái dữ liệu của sinh viên không? Thì cái câu theo tôi biết đó, cho dù là dữ liệu mình có nhiều quá thì mình phải đầu tư cái ổ cứng hoặc là cái không gian lưu trữ đó làm sao đó. Chứ mà còn thông tin về dữ liệu của sinh viên, cho dù là sinh viên đó từ hồi K1 cho tới bây giờ hiện giờ là K49 50 gì thí dụ vậy, thì K1 đó vẫn không nên xóa. Tại vì người ta vẫn có nhu cầu là in lại chứng chỉ, in lại bằng cấp. Khi mà xóa hết rồi thì lấy ở đâu, đúng không? Xóa thì dễ rồi đó, delete phát là xong. Nhưng mà phân lấy lại lấy ở đâu ha? Cho nên là mình phải đặt cái ràng buộc trong cơ sở dữ liệu là không cho xóa nữa kìa, đúng không? Tức là ngoài cái admin ra, ngoài người mà có cái nhiệm vụ mà cao nhất ở trong cái quản lý về cái công nghệ thông tin của cái tổ chức đó ra, thì không ai xóa được hết. Cái nút xóa nó nên bị mờ đi trong cái trường hợp đó. Rồi cái thứ trên web đó là những cái thứ mà rất là nhiều, không có ai kiểm soát hết, cho nên cái đó mới cần phải phải xóa đó. Mà xóa như thế nào ha? Thì tùy vào cái dung lượng server của tổ chức đó. Mấy bạn càng học đi càng thấy nhiều cái quản lý thông tin hay lắm. Giờ nói mấy bạn sẽ thấy nó bị quá tải ha. Cho nên từ từ. Rồi, giai đoạn 6 là giai đoạn sắp xếp. Sắp xếp là cái gì? Sắp xếp là sắp xếp hủy bỏ tài liệu đó hoặc chuyển nó một nơi lưu trữ nào đó. Giai đoạn thứ 7 là giai đoạn đánh giá. À, xem ra cái thứ 6 ít quá ha. Thì cái iList của mình nó cũng có sắp xếp nữa các anh chị. Nó cũng sẽ có sắp xếp luôn. À, giai đoạn cuối cùng là giai đoạn đánh giá. Thì đánh giá bao gồm đo lường và đánh giá cái tính hiệu quả của những hoạt động của tổ chức. Thì em có biết cái nào không? Thì như nãy tôi nói rồi, SPSS đó là phần mềm thống kê đó ha. À, mấy bạn yên tâm khi nghe một cái thuật ngữ gì cô nói mà mấy bạn không có quen, thì thế nào hồi trong cái bài trình bày cũng sẽ có chữ đó à. Thế nào cũng có à. Còn không có là cô sẽ đánh lên cái chatbot hoặc là search lên cho mấy bạn coi để mấy bạn biết ha. Còn mấy bạn nói cô ơi cô nói tiếng Việt, cái đó là không có nói tiếng Việt được. Phần mềm nó tên SPSS thì tôi nói SPSS vậy thôi, chứ em nói tiếng Việt tôi không có ha. SPSS là thống kê nãy tôi nói rồi đó. Ví dụ như là thống kê nhiều nam nhiều nữ xài trung tâm học liệu, rồi nữ có để nhiều thời gian hơn không, nữ có xin tới trung tâm học liệu hơn nam hay không, rồi sinh viên tiến sĩ thì
thường có nhu cầu là đọc kỹ tài liệu hơn là sinh viên đại học hay không? Rồi sinh viên tiến sĩ thì có phải là đọc sách ngoại văn nhiều hơn là sinh viên học ở bậc đại học hay không? Vân vân. Sau khi tôi làm survey rồi, tôi làm khảo sát rồi, thì tôi sẽ có những cái kết luận của tôi để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu của tôi. Cho nên là đánh giá thì nó liên quan nhiều tới cái chuyện là báo cáo, thống kê, trình bày cái kết quả nghiên cứu đó. Rồi cái bài của các anh chị nè, bài tập của các anh chị nè đó, bữa hổm nói rồi đó, kết thúc cái chương 1 sẽ có một cái bài thì các anh chị sẽ tìm một cái bài báo về cái công nghệ thông tin. Cái này là công nghệ thông tin nha, chứ không phải là công nghệ khác. Công nghệ thông tin là nói về mấy cái app, mấy cái ứng dụng rồi đó, chứ không phải công nghệ làm cái bàn, cái ghế hay là cái công nghệ cái công nghệ chung chung, mà chủ yếu là công nghệ thông tin. Thì công nghệ này áp dụng nhiều nhất vào giai đoạn nào của vòng đời thông tin đó? Vậy thì vòng đời thông tin có 7 cái, là từ cái gì lập kế hoạch cho tới giai đoạn 7 là giai đoạn đánh giá. Thì cái nhiệm vụ của các bạn á là các bạn tìm một cái bài báo nói về cái công nghệ thông tin. Thí dụ như tôi Google, tôi tìm được cái bài báo nói về cái công nghệ là sử dụng cái máy hỗ trợ cá nhân để mà cho cái bệnh nhân giao tiếp được hiệu quả với bác sĩ chẳng hạn. Đó. Thì tôi nói à, đây là cái bài báo nè. Cái bài báo này nói về cái gì đó. Là cái vấn đề cô mới vừa trình bày xong. Rồi cái công nghệ này áp dụng nhiều nhất vào cái giai đoạn nào của công nghệ thông tin. Ví dụ như là cái máy để hỗ trợ cho bác sĩ mà liên kết được với bệnh nhân đó, để theo dõi tình hình bệnh nhân, cho thuốc bệnh nhân uống, rồi bệnh nhân ngược lại có đau chỗ nào, có bệnh chỗ nào thì nhắn vô cái máy đó kêu bác sĩ, hoặc là đau quá không thấy đường nhắn đó, thì cứ gõ vào cái phím màu đỏ chẳng hạn, phím khẩn cấp chẳng hạn, thì bác sĩ hay y tá chạy lại để thăm khám, để coi cái chuyện gì xảy ra ha. Thì cái giai đoạn đó sẽ dùng nhiều nhất vào giai đoạn nào, cái công nghệ đó dùng nhiều nhất vào giai đoạn nào, là giai đoạn gì? Tạo nhận, sưu tập thông tin, rồi giai đoạn tổ chức, rồi đánh giá đó, sắp xếp đánh giá. Đánh giá thì coi bệnh nhân đó tình hình bệnh trạng được tới đâu, cải thiện chưa, còn ở bệnh viện bao nhiêu ngày nữa nhân dân ha. Nhưng mà nhiều nhất là giai đoạn nào thì giai đoạn gì? Tạo nhận, thu và có dữ liệu gì đó. Rồi em tìm những cái công nghệ khác thì em sẽ nói theo, em phải hiểu được cái bài đó nói về cái công nghệ gì và nó nằm ở cái giai đoạn nào thì tự em nói ha. Rồi cái bài tập đó đó, bài báo công nghệ thông tin mới nhất hiện nay được cô, tức là lúc đó mình chọn chọn mà làm cái bài báo công nghệ thông tin mới nhất đó, thì nó có rất là nhiều công nghệ mới, thì nó lại là cái gì, nó lại là không có focus vô một cái bối cảnh nào đó. Em nên kiếm cái công nghệ nào đó mà nó đang áp dụng cho cái trường học, nó đang áp dụng cho cái thư viện, áp dụng cho bệnh viện, áp dụng cho ngân hàng, áp dụng cho hàng không, em áp dụng cho nông nghiệp chẳng hạn. Nó phải có bối cảnh, chứ em không có nói cái công nghệ mới khơi khơi chung chung, mà em phải công nghệ đó là công nghệ tên gì, ABC gì đó, một cái nhất định thôi, một cái thôi. Đó là một cái bài báo. Thí dụ nè, giờ tôi tìm cho mấy em coi nha. Bây giờ tôi không có một cái ý niệm gì hết thì tôi sẽ tìm như thế nào? Dụ Google ha, Google muôn năm ha, các anh chị. Thì chỗ này á, mình nói là ứng dụng công nghệ gì đó, mình khoan hãy ghi ha, trong
Nào quá trời luôn nè, thử coi coi trong nông nghiệp thí dụ năm ứng dụng được năm cái công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp thông minh. Bây giờ coi cái bài này coi, thì thấy năm công nghệ là thấy không được rồi đó, nên người ta chỉ cần một cái à, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, robot tự động hóa. Nên kiếm một cái bài, nên kiếm một cái công nghệ thôi, mặc dù là em có thể là lựa trong cái đó ra một công nghệ, nhưng mà tôi không muốn gì, tôi muốn là mấy em xài một công nghệ thôi, thí dụ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đây là người tiên phong trong ứng dụng công nghệ sản xuất chè ở thôn Hải Đông, quận Hải Thành, huyện Hải Hà, anh Nguyễn Văn Thiện đánh giá cao hệ thống tưới tự động tiết kiệm cho hơn 2 hecta chè của gia đình. Rồi cái này thì phải, cái công nghệ tưới tự động nó có phải là công nghệ thông tin không? Đó. Đọc một xíu nữa mới thấy được. Diện tích nông nghiệp áp dụng tiên tiến, khâu sản xuất triển khai, đơn cử như sản xuất lúa. Cái này thì nó không giống công nghệ thông tin lắm, mặc dù cái công nghệ này nó cũng rất là cụ thể ha, cũng hay ha. Nông nghiệp á, thì ứng dụng công nghệ kiểm tra màu sắc lá lúa, thí dụ vậy, tìm đại nha. Nè, sử dụng bảng màu sô lúa để đoán phân đạm được nè. Nè, cái bảng màu này cũng công nghệ thông tin ra đó, trời đất. Cannot be. Thôi đi theo nông nghiệp mệt người quá mấy em. Tôi chuyển hướng kiểm công nghệ thông tin trong ngân hàng, thử coi có cái gì hay hay không. Thì mấy em cứ tìm, đâu có ai bắt mấy em là làm gì đâu, mà mình tìm thấy cái nào được thì mình nói. Phát triển sản phẩm, đừng có lấy cái bài gì nói chung, mà cái công nghệ đó phải là cái công nghệ đó phải là một cái công nghệ cụ thể. Cái này nó rất là chung chung, hình như là cái tựa, cái keyword của tôi nó đã không có hỗ trợ cho tôi lắm rồi. Đây, ví dụ AI cũng được nè, công nghệ trí tuệ nhân tạo ha. Đây, bài của tuổi trẻ càng được nữa, tại vì sao? Nó không phải là cái phần mà quảng cáo cho sản phẩm. Mấy bạn không được lấy bài quảng cáo cho sản phẩm nha, mấy bạn phải lấy từ cái bài mà của những cái báo mà đang giới thiệu là cái công nghệ gì đó đang áp dụng cho cái gì đó, chứ không phải là cái bài của một cái công ty phần mềm đang quảng bá cái sản phẩm của mình. Ha. Này được nè, ha, này được nè. Đó, AI, trí tuệ nhân tạo trong ngân hàng thì nó làm cái gì đó, big data, dữ liệu lớn gì đó. Rồi đọc xong rồi nói cái ý chính của cái bài đó, và cái công nghệ đó áp dụng cho cái giai đoạn nào, mà cái nào là nhiều nhất, gì đó. Hoặc là dễ nhất là trong thư viện, những cái thứ mà mình biết là trong thư viện, trong trường học. Nha. Nhớ là không có lấy cái chung chung mà phải lấy cái cụ thể. Trong trường mầm non, tiểu học gì nè. Bài này chung chung. Chung chung ha. Năm ứng dụng trong giáo dục hiện nay. Thí dụ như bạn bạn này bạn đọc cũng được nè. Ví dụ như bạn chọn ra một công nghệ gì đó, bắt đầu bạn đi search lại.
Ví dụ như cái này, hồi xưa là PowerPoint thì bây giờ sẽ là cái gì đó? Công nghệ bài giảng nè, Canvas nè, nó cái bắt đầu á em sẽ search lại cái Canva chẳng hạn. Cái Canva là bây giờ xài nhiều ha, xài như PowerPoint vậy đó. Cái này là không được nha, tại vì cái này của cái Canva, nói về Canva thì là quảng cáo rồi, em phải kiếm một cái khác mới được. Cái này cái blog. Đây bài này cũng được, ứng dụng Canva trong dạy học cũng được đó. Cố gắng là lựa cái bài nào một cái công nghệ cụ thể và nói về một và cái trang khác, một cái trang khác nói về ứng dụng của đó trong cái bối cảnh là cái trường học nào, cái thư viện nào, cái bệnh viện nào, chứ không có được nói là cái không được lấy cái bài của cái công ty đó mà quảng bá cho sản phẩm đó. Em hiểu không? Thì á, trở lại cái câu hỏi của mấy bạn đó là một cái câu hỏi nó rất là chung chung. Em phải tôi nói lại nha. Cái công nghệ gì cũng được. Cái công nghệ thông tin gì cũng được. Áp dụng trong cái lĩnh vực nào cũng được, cái học từ xa cũng được, hay là mầm non tiểu học gì, giáo viên gì cũng được hết, nhưng mà có điều á, nó là tên công nghệ gì và nó ứng dụng ở chỗ nào, đạt được thành quả ra làm sao thì mới được ha. Ví dụ như là nói cái Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ứng dụng được cái phần mềm giúp để cho gì số hóa cái chứng minh nhân dân của cái gì đó, căn cước công dân gì đó được hiệu quả, tôi thí dụ vậy thôi. Đó là cái bài, đó là những cái bài nên được đó, chứ đừng có chung chung. Ví dụ như quỹ, tôi nói theo đại đó đi ha, thì sợ đó, ứng dụng gì không biết, tới đó thôi. Này chuyển đổi số, Ủy ban Bình Thuận, thông tin về dự án hồ chứa nước là không được rồi. Cổng thông tin, ủa vậy Bình Thuận ít có ứng dụng cái gì quá vậy? Tìm cái khác, Ủy ban Nhân dân, cái nào phát triển hơn? Quỹ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ứng dụng cái gì? Đây đây cũng có thể được. Đây, ra mắt ứng dụng góp ý để tiếp cận phản ánh góp ý của nhân dân gì đó nè, cũng được đó, bài đó là được. Hoặc là hết Ủy ban Nhân dân rồi tới thư viện, em có muôn ngàn cái keyword để em đánh ha. Thư viện Tạ Quang Bủ, kiếm cái gì bự bự đi thì sẽ có nhiều cái ứng dụng cái gì.
Nhiều tại ông Vũ không biết ứng dụng cái gì nữa. Hoa sen à, đại học hoa sen. Ứng dụng cái gì? Đáp ứng nhu cầu của sinh viên Gen Z. Đó, thì cái đó cũng là một cái tựa mình có thể đọc. Mình cũng không biết gì luôn. À, xây dựng sắp xếp gai cũng được luôn. Đấy, cái bài này chắc lâu rồi. Sắp xếp gai thì lâu rồi, nhưng mà mấy bạn có thể đọc là sắp xếp gai là cái đề mục chủ đề gì đó. Mày nói chung gần chết. Nói chung à, có cái gì mới của thư viện không ta? Hoặc là không thư viện thì bảo tàng. Đó. Bảo tàng lịch sử Việt Nam. Ứng dụng cái gì đó quá trời luôn. Nè, ứng dụng công nghệ để kết nối vậy nè. Trời ơi, nhiều lắm. Cho nên là mấy em cứ ngồi đó mấy em suy nghĩ hết mấy cái ngành nghề đi, thế nào cũng ứng dụng đầy nhóc. Nè, ứng dụng thuyết minh tự động khám phá bảo tàng hay muốn chết luôn đó. Sự thay đổi cái đó, đó là một cái tựa rất là hay đó. Ứng dụng công nghệ 3D tại bảo tàng lịch sử quốc gia. Không, hết lịch sử quốc gia, hết lịch sử rồi tới khác. Bảo tàng Hồ Chí Minh. Hả? Đó, ứng dụng công nghệ gì để thu hút khách nè, đọc vô. Đó, cái này rõ ràng là không phải quảng cáo đâu, tại vì nào trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh đang nói về cái bảo tàng Hồ Chí Minh ứng dụng thì là không phải quảng cáo cho công nghệ đó đâu. Nè, bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh kinh nghiệm tham quan mới nhất. Không, cái này không được. Ứng dụng để thu hút khách nè, khai phá văn hóa truyền thống qua ứng dụng gì đó. Ôi nhiều lắm mấy bạn ơi. Rồi nha. Ok không? Thấy hướng dẫn gì là được chưa? Mấy bạn ngồi đó mấy bạn Google ra một thiên á. Mà vấn đề là mình thấy nên nên chọn cái công nghệ nào. Rồi. Giờ bài tập này có lấy điểm đó. Cho nên là mấy bạn làm đàng hoàng nha.